Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa trở về sau chuyến hành hương ở Roma cùng với các đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như chúng ta đã biết, chuyến viếng thăm này gọi là Ad Limina, là một chuyến viếng thăm theo giáo luật quy định cứ 5 năm một lần thì các giám mục phải về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Như chúng ta biết, tất cả mọi sự tốt đẹp trừ một việc, đó là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong chuyến hành hương Roma thì đã qua đời. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, 74 tuổi, trong thời gian 74 tuổi ấy đã có 48 năm đời linh mục và 19 năm làm giám mục, trước hết làm giám mục giáo phận Mỹ Tho, sau đó là giám mục giáo phận, tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ an táng đã được cử hành ngày hôm qua, tức là ngày thứ Bảy, 10 ngày sau ngày qua đời. Đức cha Phaolô đã qua đời sau khi chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành Roma, và sau thánh lễ chừng nửa giờ đồng hồ thì ngài bị đột quỵ, hôn mê, và đêm hôm đó ngài qua đời vào lúc 22 giờ giờ Roma, tức là vào khoảng 2 giờ sáng giờ Việt Nam, ngày mùng 7 tháng 3. Cái chết của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc gây xúc động rất nhiều người và là một biến cố mà cả thế giới đều biết đến. Vì thế cho nên qua cái chết này, chúng ta cũng được mời gọi suy tư về ý nghĩa của cuộc đời dựa trên ánh sáng lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Trong cuộc sống này, nói đến cái chết, ai mà không sợ hãi, ai mà không muốn trốn tránh, bởi vì cái chết là một kinh nghiệm đau thương thê thảm nhất của cuộc sống nhân sinh. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, có ai sống ở đời này mà lại không chết, mà lại cứ sống mãi mãi? Có ai sống ở đời này mà được sống qua hết thế hệ này qua thế hệ kia? Con người Chúa ban cho một khoảng thời gian sống trên đời này, rồi đến lúc phải nói lời tạm biệt, trở về với cát bụi, trở về với Chúa. Bất kỳ niềm tin tôn giáo nào thì cũng xác định tin vào sự sống sau khi đã chết. Vì thế mà chúng ta nhìn qua với cái lăng kính đức tin, nhìn qua cái chết của một vị tổng giám mục, chúng tôi cũng gọi đó là một cái chết hồng phúc. Bởi vì một cái chết mà được cả thế giới biết tới, theo như tôi biết là tại Roma chưa có một giám mục nào mà qua đời trong khi đi hành hương Ad Limina. Có thể có những giám mục đến đấy để công tác hay là viếng thăm hay là gặp Đức Giáo Hoàng về việc gì đó hay là tham dự công đồng mà chết, nhưng mà đi viếng thăm Ad Limina thì chưa có giám mục nào mà qua đời. Vì thế mà khi nghe tin, chính Đức Thánh Cha cũng gửi lời chia buồn, và sáng ngày mùng 8 tháng 3 cùng với 32 vị giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta để cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Rồi chiều thứ Bảy thì Đức Hồng y Parolin, tức là quốc vụ khanh của tòa thánh, có nghĩa là nhân vật đứng thứ hai về quyền lực ở tòa thánh Vatican, đã chủ sự thánh lễ cùng với sự hiện diện của các giám mục Việt Nam và đông đảo linh mục, tu sĩ, trùng sinh, du học tại Roma và những người giáo dân đang cư ngụ tại đây, vào khoảng 300 người. Đó là những trường hợp rất đặc biệt, và qua đó thì chúng ta thấy cái chết của Đức Tổng Phaolô là một hồng phúc, bởi lẽ Ngài chết ngay chính tại thủ đô của giáo hội. Được Đức Giáo Hoàng, được Đức Hồng Y, được tất cả mọi người thương mến và cầu nguyện. Và chúng ta tin một điều rằng, đã là kiếp nhân sinh con người, không có ai sống mãi, ai thì cũng phải đến lúc kết thúc cuộc đời. Và đến 74 tuổi, qua đời trong một cuộc hành hương tại thủ đô của giáo hội, được nhiều người thương mến cầu nguyện. Đó là chúng ta tìm thấy niềm hy vọng, nhất là chúng ta dựa vào lời Chúa hôm nay. Khi Chúa nói với chúng ta rằng, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất
mà không chịu thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Chúa đã dùng hình ảnh hạt lúa mì để nói về ý nghĩa cuộc đời con người. Chúa cũng dùng hình ảnh này để nói về chính cái chết của Chúa. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ bước vào tuần thánh. Chúng ta kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và cái chết của Chúa Giêsu chính là hạt lúa gieo xuống lòng đất để mang ơn cứu độ cho trần gian. Vì thế mà ánh sáng của tin mừng rọi soi để chúng ta tìm thấy niềm hy vọng xuyên qua sự chết là một biến cố đau buồn của thân phận con người. Thân xác của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc cũng như tất cả những ai đã qua đời đều là những hạt giống gieo vào lòng đất. Và như thế thì không đi về hư vô, nhưng như một tạm dừng để tiếp tục đi sang một cuộc lên đường mới, bước sang một trang sử mới của cuộc đời, mà chúng ta tin rằng đó chính là sự sống đời sau, đó là sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Người. Thánh lễ an táng đã được cử hành vào lúc 8 giờ sáng hôm qua thứ Bảy tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn, và thân xác của Ngài được an táng trong nhà nguyện của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn như là một nền móng cho giáo hội địa phương, và đồng thời cũng giống như là một hạt giống gieo xuống lòng đất. Và chúng ta tin rằng hạt giống ấy nhờ quyền năng của Thiên Chúa sẽ nảy nở và trở nên một cây mới sinh nhiều hoa trái. Chính trong ý tưởng này mà chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh, chính trong ý tưởng này mà chúng ta suy niệm lời Chúa ngày hôm nay, khi mà Chúa Giêsu nói về cái chết của Người, đồng thời Chúa cũng nói ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng ở đó. Chúa Giêsu cũng nói khi nào Con Người được dương cao lên khỏi đất thì Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta. Chúa nói trước về cái chết của Người, Chúa cũng bảo đảm với chúng ta rằng nếu chúng ta đi theo Chúa với sự lòng trung thành, với niềm xác tín, thì chúng ta cũng sẽ được ở nơi mà Chúa sẽ ở. Đó là một cách nói khác để diễn tả hạnh phúc thiên đàng mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc phúc âm chúng ta vừa nghe thường được đọc lên trong các thánh lễ cầu hồn, cầu cho những người đã qua đời. Bởi vì bài đọc này nói với chúng ta về niềm hy vọng, nói với chúng ta về sự sống đời sau. Bài đọc này cũng làm giảm bớt sự u buồn và bi quan chán nản của sự chết. Bài đọc tin mừng này cũng hé mở cho chúng ta thấy một cánh cửa hy vọng sau sự chết. Bài đọc này cũng nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin. Chúng ta lắng nghe lời Chúa và xin cho chúng ta được bừng lên niềm hy vọng nhờ lời Chúa giáo huấn. Xuyên qua cái chết của Đức Giêsu, chúng ta thấy ý nghĩa tương lai và định mệnh của cuộc sống con người được Thiên Chúa dựng nên để sống với Chúa, để yêu thương và được hưởng hạnh phúc. Đó chính là lý tưởng cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Amen. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa có thể dùng nhiều phương cách khác nhau để cứu chuộc con người. Ở khởi đầu của lịch sử, khi mà trời đất còn hỗn mang mù tối chưa có gì, Thiên Chúa đã phán một lời và Ngài đã dùng lời của Ngài để tạo nên vũ trụ, trái đất, con người và muôn loài muôn vật. Nhưng khi cứu vớt con người, Thiên Chúa lại dùng một phương pháp mà chúng ta coi đó là một huyền nhiệm không thể hiểu nổi. Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống trần gian. Người Con ấy đã bôn ba rào khắp xứ Palestina. Người Con ấy đã đến với mọi người đau khổ. Người Con ấy đã rao giảng chân lý và làm chứng cho chân lý. Và Người Con ấy đã bị kết án tử hình và chết trên thập giá. Thiên Chúa có thể dùng nhiều phương thức khác nhau để cứu vớt con người, nhưng mà trong lịch sử Ngài đã dùng cái phương thức này, đó là Con của Ngài chịu đóng đinh trên cây thập giá. Hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, hay nói nôm na là cái chết của Chúa Giêsu. Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng cả bốn tác giả phúc âm đều nói Chúa Giêsu đã chết.
Bởi vì khi nói về Chúa phục sinh thì có nhiều người ngay từ thời bấy giờ đã nói rằng Chúa Giêsu chưa chắc đã chết trên cây thập giá. Có thể là Ngài chỉ bị ngất đi một thời gian nào đó rồi lại sống lại. Cả bốn phúc âm đều khẳng định Chúa Giêsu đã chết. Riêng đối với Thánh Gioan, thay vì nói Chúa Giêsu tắt thở giống như Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, thì Thánh Gioan nói người kêu lên một lớn tiếng và trao thần linh. Đây là một khái niệm rất đặc biệt, có liên hệ tới thần học về Chúa Ba Ngôi và thần học về Chúa Thánh Thần. Trong khuôn khổ bài chia sẻ hôm nay, chúng ta không đề cập vấn đề ấy. Muốn khẳng định một điều là cả bốn tác giả phúc âm đều nói Chúa Giêsu đã chết. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là một đề tài rất mênh mông, không thể nào chỉ gói gọn trong một vài chục phút được. Hôm nay tôi xin dừng lại ở hai cái ý niệm để cùng chúng ta suy tư trong tuần thánh này. Ý niệm thứ nhất là về hy tế. Ý niệm thứ hai là cứu chuộc. Ngay từ khi con người hiện hữu trên trần gian, họ đã có một mối liên hệ với thần linh. Mối liên hệ ấy được thể hiện bằng việc dâng lên thần linh những của lễ. Của lễ đó có thể là hoa ngoài đồng, những trái cây, những sản phẩm nông nghiệp. Của lễ đó cũng có thể là những con động vật, những con gia cầm. Và của lễ đi thay cho cái tâm tình yêu mến của con người. Của lễ vừa để nói lên sự thần phục Thượng Đế, thần phục thần linh. Của lễ có thể dâng lên để xin thần linh nguôi cơn thịnh nộ. Của lễ có thể dâng lên để xin thần linh tha tội cho mình vì họ vừa phạm một điều gì gian ác. Của lễ dâng lên cũng có thể xin thần linh cho mình được mưa thuận gió hòa, mọi điều tốt đẹp. Nhưng khi chúng ta nói đến hy tế thì khái niệm ấy lại đi chi tiết hơn, cụ thể hơn. Hy là hy sinh, tế là của lễ dâng lên. Vì thế cho nên hy tế là chỉ có con vật thôi, có thể đó là con thỏ, con nai, con chiên, con cừu, con bò, chứ không có quả dưa hay là bông hoa hay là trái cây. Khi nói đến hy tế thì ở trong đó có cái sự hy sinh, tức là có mạng sống. Sách Sáng Thế Thế kể lại ông Abraham có thể là người dâng hy lễ đầu tiên được ghi lại trong sách vở. Ông đã dâng hy lễ lên Thiên Chúa, và sau khi dâng hy lễ như thế thì Thiên Chúa đã kết ước, giao ước với ông. Abraham đã chọn các loại mãnh thú như là chiên, như là dê, như là chim, rồi xẻ ra mỗi con chặt ra làm đôi, đặt lên bàn thờ bằng đá và cầu xin Chúa, Chúa cho lửa xuống thiêu rụi của lễ. Vì thế cho nên khi chúng ta nói đến hy lễ là nói đến hy sinh, nói đến mạng sống chỉ dành cho các loài động vật, các loài chim, tức là những loài có sự sống. Vì hy tế là phải giết chết những con vật ấy. Và khi dâng hy tế lên Thiên Chúa, người ta giết chết cái con vật ấy để muốn khẳng định rằng đáng lẽ ra tôi phạm tội thì tôi phải chết. Nhưng mà vì tôi nhờ con vật này, con chiên, con dê, con bò, con cừu và con chim, để rồi mạng sống tôi, nó đi thay cho mạng sống của tôi. Và những hy tế này sẽ làm nguôi cơn giận của Thượng Đế, được Thượng Đế ban cho mưa thuận gió hòa và đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Đó là khái niệm về hy tế. Trong truyền thống Do Thái, các hy lễ được dâng lên còn có thể gọi là lễ toàn thiêu, tức là khi con vật bị sát hại thì thiêu hoàn toàn, không để lại cái gì. Vì thế mà gọi là lễ toàn thiêu, lửa thiêu trọn vẹn hết của lễ, để hoàn toàn khi đã dâng cho Chúa thì không còn thuộc về mình nữa. Những của lễ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế mà hy tế và lễ toàn thiêu thường được thực hành trong truyền thống của đạo Do Thái. Để gọi là hy tế thì phải có bốn cái điều kiện này. Có bốn cái điều kiện này. Cái thứ nhất là phải có một mục đích dâng hy tế để làm gì? Mục đích dâng hy tế để làm gì? Như tôi vừa nói, mục đích dâng để tôn kính các thần linh.
Ở đây chúng ta nói đến đạo Do Thái cho thu gọn lại dễ hiểu hơn. Mục đích dâng hy lễ là tôn kính Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, người là chủ lịch sử, là chủ vũ trụ, là chủ sự sống. Người là đấng ban phát mọi ơn lành, người là đấng quan phòng gìn giữ mọi tạo vật. Vì thế mà hy tế bao giờ cũng gồm có bốn cái điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là phải nhắm một mục đích. Điều kiện thứ hai đó là phải có con vật đã bị giết. Muốn dâng hy tế thì phải có con vật bị giết. Con vật đấy là con chiên, con cừu, con bò, hay là con chim câu, hay là có thể một loại động vật nào. Nhưng mà con động vật ấy phải bị giết. Như tôi vừa thưa với quý ông bà và anh chị em, để rồi qua cái mạng sống ấy, nó đi thay cho mạng sống mình, con chiên, con bò, con dê, nó đi thay cho mạng sống của mình. Điều kiện thứ ba là phải có bàn thờ. Sách Sáng Thế đã kể lại, ông Abraham đã xếp một bàn thờ bằng những phiến đá, rồi ở trên đó ông đặt của lễ. Có bàn thờ là nơi trân trọng đặt của lễ để dâng lên Thiên Chúa, và có nhiều lần trong Cựu Ước diễn tả Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống để thiêu của lễ đó, để một dấu chỉ là Chúa đã chấp nhận của lễ ấy, được dâng với tấm lòng thành. Điều kiện thứ ba là phải có bàn thờ. Điều kiện thứ tư là phải có một người thầy tư tế. Thầy tư tế là người xứng đáng và là người đại diện cho dân. Cũng có thể những tư tế dâng lễ nhân danh cá nhân mình, nhưng mà phần lớn các tư tế là dâng của lễ nhân danh tập thể, dân chúng. Và người tư tế ấy là người dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện. Người tư tế ấy cũng là người trình bày trước nhan Chúa là chúng con dâng hy lễ này để xin ơn này, ơn này, ơn này. Ví dụ như bây giờ trong thời dịch bệnh, thầy tư tế nói với Chúa rằng: lạy Chúa hãy nhìn xem dịch bệnh đang lan tràn trên thế giới. Vì thế chúng con dâng của lễ này để xin Chúa làm cho dịch bệnh chấm hết, và xin Chúa thương những người chịu bị nạn. Chúng ta cũng đang cầu nguyện điều ấy. Lát nữa tôi sẽ nói ở phần sau, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà tôi xin nhắc lại bốn điều kiện để gọi là để làm thành hy tế. Một là phải có mục đích. Hai là phải có lễ vật, là những con vật bị giết. Ba, phải có bàn thờ. Và bốn là phải có tư tế. Vậy thì cái chết của Chúa Giêsu, thưa quý ông bà và anh chị em, được bốn tác giả phúc âm kể lại có đầy đủ những chi tiết ấy. Cái chết của Đức Giêsu được gọi là hy tế bởi vì có đầy đủ bốn cái điều kiện vừa nói. Thứ nhất, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá để tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên dưới ngòi bút của Thánh Gioan, tác giả phúc âm thứ 4, vào giờ khổ nạn cũng là giờ Chúa Giêsu được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúa nói trong phúc âm: đã đến giờ con người được tôn vinh. Và sau đó người nói tiếp: tôi bảo thật, hạt lúa mì rơi xuống đất không chịu thối nát đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Chúa Giêsu nói về cái chết của người. Vì thế mà dưới ngòi bút của Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là lúc Thiên Chúa được tôn vinh. Vừa rồi chúng ta nghe trong tin mừng Thánh Luca, khi Chúa Giêsu tắt thở, người sĩ quan Roma liền hô lên rằng: quả thật người này là người công chính. Vì thế cho nên mục đích là tôn vinh Thiên Chúa và xin ơn tha tội cho loài người. Mục đích của hy tế Chúa Giêsu dâng trên thập giá cách đây 2000 năm là như thế. Thứ hai, có bàn thờ. Chúng ta thấy có cây thập giá được gọi là bàn thờ. Bàn thờ không phải là những phiến đá xếp lại như trong Cựu Ước, không phải là bằng gỗ hay là bằng một vật liệu nào khác, mà bàn thờ ấy là thập giá. Nhưng mà bàn thờ thập giá chỉ là tượng trưng và là hữu hình thôi, chứ còn chính Chúa Giêsu là bàn thờ. Chính Chúa Giêsu là bàn thờ. Chúng ta thấy có lễ vật, chính Chúa Giêsu là lễ vật. Vì thay vì giết con chiên con cừu trong Cựu Ước, thì chính Chúa Giêsu bị giết chết để làm hy tế. Chính Chúa Giêsu không còn phải là con bò, con chiên, con cừu trong Cựu Ước nữa, nhưng mà của lễ là chính Chúa Giêsu. Vì thế mà chúng ta gọi theo Thánh Phaolô, ngôn ngữ của Thánh Phaolô, Chúa Giêsu chịu sát tế trên thập giá là chiên vượt qua của chúng ta. Nói đến con chiên lại là một đề tài dài, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta nhớ lại khi Chúa đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập vào khoảng năm 1400 trước Công nguyên,
Chúa đã nói với người Do Thái đang ở trong Ai Cập rằng vào ngày 14 tháng này, mỗi nhà các ngươi phải ăn một con chiên độ một tuổi, con chiên không tỉ tích. Khi ăn con chiên thì lấy máu nó bôi lên khung cửa. Đêm hôm ấy sứ thần của ta sẽ ngang qua, nhà nào không có máu bôi qua trên khung cửa thì sứ thần sẽ giết hại các con đầu lòng, cả loài người cũng như loài vật. Vì thế cho nên con chiên ấy, dấu của máu chiên ấy là dấu chỉ mà sứ thần vượt qua, là dấu chỉ của sự cứu thoát. Và nhờ con chiên ấy mà người Do Thái được thoát ra khỏi Ai Cập để đến đất hứa theo hành trình mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Vì thế mà chúng ta thấy ba điều kiện. Thứ nhất là Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá để tôn vinh Thiên Chúa Cha và xin ơn tha tội cho loài người, giao hòa Thiên Chúa với con người. Điều thứ hai là bàn thờ chính là Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu là bàn thờ. Và chúng ta thấy có cái biểu tượng hữu hình là cây thập giá. Cái thứ ba là của lễ không phải là con chiên con bò mà là chính một con người bị đánh bầm dập và bị giết chết. Thứ bốn là thượng tế, là tư tế là ai? Chính Chúa Giê-xu là tư tế. Như chúng ta đọc, Chúa Giê-xu là thượng phẩm tế lễ đời đời. Cho nên Chúa Giê-xu dâng chính bản thân mình. Vì thế mà người vừa là tư tế, vừa là hy lễ. Chúa dâng chính bản thân mình lên Chúa Cha làm của lễ. Chính Chúa Giê-xu là thượng tế, vĩnh cửu, duy nhất. Chúng ta biết là trong khi Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng, không bao giờ người thực hành chức vụ tư tế. Người có đến đền thờ rất nhiều lần nhưng mà người chỉ để giảng thôi. Người không thi hành chức vụ tư tế. Nhưng mà trên thập giá Chúa Giê-xu thể hiện cái chức năng tư tế của người một cách hoàn hảo. Mục đích là để tôn vinh Thiên Chúa. Chính người là bàn thờ, chính người là của lễ và chính người là tư tế. Cho nên chúng ta nhìn cái khía cạnh của khổ nạn của Chúa Giê-xu ở trong cái khía cạnh hy tế nó có nghĩa là như vậy. Vậy thì cái chết cách đây 2.000 năm có liên quan gì đối với chúng ta? Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Như tôi vừa nói, máu Chúa Giê-xu đổ trên thập giá để tôn vinh Thiên Chúa Cha, đồng thời đem lại ơn cứu độ cho con người. Nói đến chữ cứu chuộc, đôi khi có nhiều người chúng ta hiểu lầm. Chuộc là gì? Là trao đổi giữa hai vật chất ngang hàng với nhau. Ví dụ một bà đi chợ mà tôi không đi chợ được, tôi bảo bà mua cho tôi một con cá. Đến lúc bà đi chợ về mang con cá về, tôi hỏi bao nhiêu, bà bảo 100.000. Tôi đưa cho bà 100.000, đó là tôi chuộc lại con cá. Bởi vì bà ấy không bán, bà ấy chỉ là người mua hộ thôi. Vì thế cho nên con cá nó tương đương với 100.000. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng chữ cứu chuộc thì có nguy cơ hiểu là cái chết của Chúa Giê-xu nó tương đương với tội lỗi của nhân loại. Không phải như vậy. Cái chết của Chúa Giê-xu nguồn ơn cứu độ trào dâng như đại dương, như nguồn suối không bao giờ cạn. Ơn cứu độ chảy tràn nơi nhân loại 20 thế kỷ nay cũng như mọi thế hệ về sau, mãi 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 cho đến ngày tận thế. Và bất kỳ nền văn hóa nào, ngôn ngữ nào, chủng tộc nào kêu cầu Đức Giê-xu, tin vào người thì được ơn cứu độ. Chúng ta dùng khái niệm là đền tội thay có vẻ chính xác hơn. Con người ta phạm tội, đáng lẽ ra phải chết muôn đời, không được hưởng thánh nhan Chúa, không được hưởng những ân sủng Chúa ban cho họ khi còn sống cũng như khi đã qua đời, không xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa. Có một hố sâu không thể vượt qua giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập giá. Vì thế cho nên người xóa đi cái bản án nguyên tội và người đã lấp đầy cái khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Người dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và người dẫn Thiên Chúa đến, đưa Thiên Chúa đến để gặp gỡ con người. Thiên Chúa với con người không còn thù nghịch với nhau nữa, nhưng mà Thiên Chúa với con người đã được giao hòa. Con người được trở về với Chúa để thân thưa lạy Cha chúng con ở trên trời. Con người trở về với Chúa như người con hoang đàn xa lạc, bây giờ được trở về với Cha mình nhờ Đức Giê-xu, trong Đức Giê-xu, với Đức Giê-xu, chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Đó là nhờ cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá. Đương nhiên nói những điều này là chúng ta phải nhìn với lăng kính đức tin. Không phải là tôi đang kể những câu chuyện cổ tích.
Không phải là tôi đưa ra những huyền thoại, nhưng đó là cốt lõi đức tin của người Công giáo. Chúng ta phải nhìn với lăng kính đức tin chúng ta mới hiểu được. Cũng như cây thập giá, chúng ta phải nhìn với lăng kính đức tin. Bởi vì nếu không hiểu giá trị của cây thập giá, thì cây thập giá chỉ là một cây gỗ, một cây ngang, một cây dọc bắt chéo vào nhau, chẳng có ý nghĩa gì. Cũng như những người nào muốn quý vàng, thích vàng thì phải hiểu giá trị của nó. Còn người không hiểu giá trị của nó thì một miếng vàng, một miếng sắt để liền nhau, coi giống như nhau cả thôi. Chính vì vậy mà cái chết của Đức Giê-xu, như tôi vừa thưa với quý ông bà và anh chị em, là một hy tế. Hy tế Đức Giê-xu dâng chính bản thân mình lên Chúa Cha để xin ơn tha tội cho loài người, giao hòa Thiên Chúa với con người, dẫn đưa con người đến với Chúa, để rồi mỗi khi chúng ta ngước lên cây thập giá, Chúa nói với chúng ta những lời tốt đẹp, như Chúa nói với người trộm có lòng sám hối: quả thật hôm nay tôi cho anh được lên thiên đàng với tôi. Và chúng ta nhìn lên cây thập giá, thấy một con người chịu treo trên đó, chịu chết trên đó, chúng ta tìm thấy sức mạnh khi mà cuộc đời này gian nan thử thách, mâu thuẫn, chia rẽ, bất hòa, đau khổ và gánh nặng cuộc đời. Thì Chúa Giê-xu tuyên bố: hết thảy những ai gánh nặng hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Thưa quý ông bà và anh chị em, một cái điều rất quan trọng tôi trình bày sau cùng để kết thúc những chia sẻ này. Nếu Chúa Giê-xu dâng mình trên thập giá cách đây 2000 năm, thì ngày hôm nay mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, Chúa Giê-xu vẫn đang tiếp tục dâng mình như vậy. Và cũng có những chi tiết. Thứ nhất là để tôn vinh Thiên Chúa. Thứ hai, bàn thờ này chỉ là bàn thờ tượng trưng cho Chúa Giê-xu thôi. Cho nên là chúng ta thấy các linh mục khi ra cử hành thánh lễ thì cái cử chỉ đầu tiên là hôn bàn thờ. Cúi như vậy không phải là để chào cộng đoàn đâu, mà cúi hôn bàn thờ thế này bởi vì bàn thờ là tượng trưng cho Chúa Giê-xu. Linh mục cúi hôn bàn thờ vì bàn thờ là tượng trưng cho Chúa Giê-xu. Các thánh lễ chúng ta dâng đều đầy đủ 4 chi tiết. Một là mục đích tôn vinh Thiên Chúa, xin ơn tha tội cho con người. Hai là có Chúa Giê-xu là bàn thờ, có Chúa Giê-xu là của lễ, và có Chúa Giê-xu là linh mục thượng phẩm. Chúng tôi là linh mục, chúng tôi chỉ là hiện thân của Chúa Giê-xu, đại diện của Chúa Giê-xu, dụng cụ của Chúa Giê-xu. Chúng tôi không phải là Chúa Giê-xu, nhưng mà chúng tôi chỉ là những thay mặt Chúa Giê-xu để tiếp tục làm cho hy lễ thập giá cách đây 2000 năm tiếp tục tái hiện. Dùng chữ tái hiện không chính xác lắm, dùng chữ tái diễn càng không chính xác, bởi vì người ta nghĩ là diễn kịch. Nhưng mà dâng lễ không phải là diễn kịch, không phải là làm tái hiện, mà hiện tại hóa hy lễ Chúa Giê-xu đã dâng trên đồi Can-vê cách đây 2000 năm. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện giống như dân Do Thái, cầu nguyện như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trên thập giá. Và đương nhiên mỗi thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho thế giới an bình, cầu nguyện cho con người thiện trí xích lại gần nhau, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho những người đau khổ và cầu nguyện cho những người qua đời. Không ai bị quên lãng trong lời cầu nguyện của chúng ta. Không ai bị quên lãng trong lời cầu nguyện của chúng ta. Hôm qua tôi trình bày với quý ông bà và anh chị em về mầu nhiệm thập giá. Hôm nay tôi thưa với cộng đoàn về ý nghĩa của cuộc hy tế Đức Giê-xu mà chúng ta vẫn gọi là cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Trong tuần này, nhất là thứ sáu tuần thánh, chúng ta sẽ đặc biệt suy tôn thánh giá Chúa Giê-xu. Có những người đặt câu hỏi: tại sao Thiên Chúa lại phải chết? Tại sao Thiên Chúa quyền năng mà lại chấp nhận cái chết trên cây thập giá? Tại sao Thiên Chúa mà lại hy sinh làm người? Thưa quý ông bà và anh chị em, trên đời này có nhiều câu hỏi tại sao mà chúng ta không dễ dàng tìm ra câu trả lời. Tại sao một cô gái đang sống ở thành phố sẵn sàng bỏ một thành phố đầy đủ tiện nghi để đi theo một chàng thanh niên về quê miền núi khó khăn thiếu thốn mọi sự? Tại sao người Việt Nam sống xa quê hương, đất nước phát triển đầy đủ về vật chất nhưng mà vẫn đau đáu một niềm hướng về cội nguồn?
Tại sao một người mẹ sinh ra một đứa con không may tàn tật, người mẹ ấy chiều chuộng, yêu thương, thức khuya, dậy sớm, không bao giờ phàn nàn? Thưa, chỉ có một câu trả lời, đó là tình yêu. Tình yêu đã làm cho cô gái sẵn sàng bỏ thành phố đầy đủ tiện nghi để đi theo người yêu của mình về miền sơn cước có biết bao nhiêu thiếu thốn, gian nan. Tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng khiến cho những người xa quê xa xứ không ngừng nhớ về quê mình và mong muốn cho quê mình những điều tốt đẹp, hướng về phần mộ của tổ tiên để rồi vượt xa ngàn dặm để về cầu nguyện cho cha mẹ mình. Tình yêu khiến cho người mẹ thức khuya dậy sớm, không ngại gian truân, bởi vì người mẹ ấy, người con ấy dứt ruột đẻ ra, người con ấy là niềm trìu mến của mình. Vì thế cho nên Thiên Chúa sai con của người xuống trần gian, Đức Giêsu chịu chết trên cây thập giá, Đức Giêsu hôm nay đang hiện diện trong bí tích thánh thể, Đức Giêsu đang dâng mình tế lễ mỗi ngày qua tay của các linh mục. Chúng ta tìm thấy câu trả lời, đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tôi xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quan tâm theo dõi và xin Chúa cho mỗi người chúng ta bằng cách này hay cách khác cảm nhận được tình yêu của Chúa trong đời chúng ta. Xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những tuần đầu của mùa thường niên, lời Chúa trong thánh lễ nhằm giới thiệu với chúng ta nhiều khía cạnh khác nhau của sứ vụ Đức Giêsu. Nói cách khác, lời Chúa muốn nói với chúng ta Đức Giêsu là ai. Bởi vì cốt lõi của đời sống đức tin người Công giáo là tìm hiểu Đức Giêsu là ai đối với bản thân mình, để rồi chúng ta được gặp gỡ Chúa, chúng ta được Chúa hướng dẫn, rồi cuộc đời của chúng ta phấn đấu mỗi ngày để chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng, trong lời nói và trong hành động. Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Chúng ta đã suy gẫm điều ấy trong suốt mùa Giáng sinh và long trọng cử hành lễ Giáng sinh để tưởng niệm biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người. Vậy Đấng đã sinh ra tại Bethlehem cách đây 2000 năm vẫn đang hiện diện giữa cuộc đời chúng ta. Lời Chúa muốn giới thiệu cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay qua bài đọc Tin Mừng Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe là với dung mạo của Đấng được sức giàu và ra đi loan báo tin mừng cứu độ. Người ta đặt câu hỏi Đức Giêsu xuống trần thế làm gì? Đức Giêsu mang lại cho thế gian điều gì? Đức Giêsu phải chăng chỉ là một nhân vật lịch sử xa xưa không còn liên quan với con người thời nay? Không phải như vậy. Đức Giêsu vẫn đang hiện diện giữa chúng ta và Ngài được Thiên Chúa sai đến trần gian để đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng có nghĩa là như chính Chúa Giêsu đã đọc trong đoạn sách Cựu Ước trích từ ngôn sứ Isaiah: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức giàu cho tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, kêu gọi con người sống hòa thuận với nhau, đem lại cho con người niềm hy vọng, sức mạnh, nghị lực và niềm tin trong cuộc đời. Đó có thể nói là tóm lược giáo huấn của Chúa Giêsu, và Chúa đã chứng minh điều ấy bằng 3 năm của cuộc sống công khai. Khi Chúa đến với mọi nơi, mọi người, mọi làng mạc, mọi thành phố, đến với người Do Thái cũng như đến với dân ngoại để đem cho họ sự an ủi thiêng liêng, Chúa chữa bệnh, làm cho họ được hồi phục và hòa nhập với cuộc sống đời thường. Chúa hòa giải giữa con người còn nhiều đố kỵ và ngăn cách. Chúa làm cho những người bị quỷ ám được chữa lành. Chúa làm cho người chết được sống lại. Và thế rồi, 20 thế kỷ qua, Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục làm những điều ấy trong xã hội, trong giáo hội và trong cuộc đời.
Chúa làm những điều ấy như thế nào, thưa quý ông bà và anh chị em? Có thể chúng ta đặt ra những câu hỏi như vậy. Thứ nhất, Chúa là Thiên Chúa quyền năng hoạt động thiêng liêng vô hình trong xã hội và trong giáo hội. Thứ hai nữa, Chúa hoạt động qua chính chúng ta, bởi vì nếu Đức Giêsu đã đọc lời ngôn sứ Isaiah, thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa đã sức dầu cho tôi, thì ngày hôm nay mỗi người tín hữu chúng ta cũng có thể nói như Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta đều là những người được sức dầu qua bí tích rửa tội. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đang hoạt động qua mỗi người tín hữu chúng ta, bởi chúng ta cũng được sức dầu, chúng ta cũng được sai đi, chúng ta trở nên hiện thân của Đức Giêsu. Chúng ta làm những công việc Chúa Giêsu đã làm qua người tín hữu công giáo. Hình ảnh của giáo hội được diễn tả rạng ngời. Qua người tín hữu công giáo, hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vô hình trở nên hữu hình giữa chúng ta. Qua sự hiện diện của người công giáo, những khó khăn, những chia rẽ, những giận hờn, những thù ghét, qua tác động của chúng ta mà có thể những điều ấy được xóa đi để xây dựng một thế giới nhân ái. Chúng ta cùng nhau xây dựng công bình, cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương, cùng nhau làm cho tình yêu của Chúa chan hòa vũ trụ và đến với tấm lòng con người. Đó là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu. Và điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết suy gẫm lời Chúa và biết cầu nguyện với Chúa, để chúng ta tìm thấy những điều khôn ngoan, những con đường đi đúng hướng. Đương nhiên, bất kỳ một nhiệm vụ nào cũng đòi hỏi phải khó khăn, hy sinh và cố gắng. Chính vì thế mà đời sống của người tín hữu luôn luôn là những cố gắng để sống lời Chúa, để sống sự cuộc sống tốt lành, đồng thời cố gắng để làm cho đau khổ, hận thù, chia rẽ và tội lỗi, bóng tối bị đẩy lùi. Thánh Phaolô hôm nay gửi đến chúng ta một lời khuyên rất thiết thực. Ngài đã dùng hình ảnh giáo hội giống như một thân thể có Chúa Giêsu là đầu. Mỗi một thân thể thì gồm nhiều chi thể, và các chi thể ấy phải kết hợp hài hòa với nhau thì thân thể ấy mới mạnh khỏe. Trong một cơ thể chỉ có một chi thể, mặc dù là nhỏ thôi nhưng mà không hài hòa, không nối kết, không có liên quan kết hợp với các chi thể khác thì sẽ bị làm cả thân thể bị tổn thương. Vì thế mà Thánh Phaolô so sánh giáo hội như một thân thể, và mỗi chúng ta là chi thể của giáo hội ấy. Mỗi người đều đang làm, đóng góp sức mạnh của mình để làm cho hình ảnh của giáo hội đẹp đẽ, sáng ngời và thánh thiện trong cuộc sống này. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa nói với chúng ta, Đức Giêsu vẫn đang hiện diện trong cuộc đời. Mặc dù là chúng ta không nhìn thấy người, bởi Chúa là Thiên Chúa, đấng quyền năng cao cả. Nhưng nếu người ta không nhìn thấy Chúa Giêsu thì người ta lại nhìn thấy mỗi Kitô hữu thể hiện gương mặt của Chúa Giêsu và hành động của Chúa Giêsu. Sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống như vậy, để diễn tả hình ảnh của Đức Giêsu trong mọi môi trường, mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúa đã đến trần gian, đang tiếp tục đem cho con người niềm vui, hy vọng, sức mạnh, nghị lực, sự nâng đỡ, sự chữa lành. Chúa đã đến trần gian. Qua mỗi người tín hữu chúng ta, Chúa tiếp tục đến để gặp gỡ con người. Và đó là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu, tức là diễn tả hình ảnh của Đức Giêsu giữa cuộc đời. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của xã hội chúng ta càng minh chứng cho chúng ta thấy cuộc sống con người quá mong manh. Càng ngày càng có nhiều bệnh tật làm cho con người ta dễ bị lây nhiễm, và có nhiều người còn rất trẻ đã mang những căn bệnh hiểm nghèo. Có nhiều người chết một cách bất thình lình do tai nạn xảy đến. Có những cái chết mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi
trong cuộc sống hôm nay, thời buổi hiện đại mà con người sức sống lại mỏng manh như vậy. Chính vì sự sống này mong manh lắm, cho nên Chúa mời gọi chúng ta hãy cậy dựa vào những gì là vĩnh cửu, những gì là thiêng liêng cao cả, những gì là tồn tại muôn đời. Cũng vì cuộc sống này mong manh lắm, cho nên mỗi người chúng ta cần phải luôn luôn sám hối xét mình, để chúng ta nhận ra con đường của mình đang đi là con đường ấy như thế nào. Vì thế cho nên đời sống đức tin khuyên chúng ta mỗi một ngày khi hoàng hôn buông xuống, khi sắp kết thúc một ngày sắp qua, thì chúng ta được mời gọi nhìn lại những việc mình đã làm mà chúng ta thường gọi là xét mình. Nhờ việc xét mình, chúng ta biết những việc đang làm có đẹp lòng Chúa hay không, những việc chúng ta đang làm là việc tốt hay là việc xấu. Nhờ việc xét mình, chúng ta nhận ra con đường của mình đang đi, và nếu chúng ta đang đi trên con đường ngay thẳng tốt lành, chúng ta được mời gọi hãy tiến bước, và chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta dẫn bước đi theo Chúa Giêsu. Sám hối không phải là một công thức, sám hối cũng không phải là một thói quen chiếu lệ, nhưng sám hối phải giúp cho chúng ta nên tốt hơn và từ bỏ những việc xấu xa nếu có mà mình đang làm. Bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta về câu chuyện ông ngôn sứ Jonah đối với thành Ninive. Ninive là một thành phố lớn. Vào thời đó, con người sống tội lỗi, đi ngược lại với giáo huấn của Thiên Chúa, và họ đã làm rất nhiều điều mà suy đồi luân thường đạo lý. Chúa sai ông Jonah đến để rao giảng, và Chúa nói nếu mà không ăn năn sám hối thì còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ bị tiêu diệt. Ông Jonah đã đến thành này và vâng lệnh Chúa, ông đã loan báo điều ấy. Trước lời loan báo của ngôn sứ Jonah, dân thành Ninive từ vua Chúa cho đến bậc thường dân ăn chay, sám hối, cầu nguyện và từ bỏ những điều bất chính, và Chúa đã tha thứ không trừng phạt cho dân thành Ninive như người đã cảnh báo trước. Bởi lẽ dân thành Ninive đã sám hối, đã ăn năn, đã từ bỏ con đường bất chính và trở về với Thiên Chúa, tuân theo giới luật của Người. Bài học của dân thành Ninive được đọc cho chúng ta nghe hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, như một bài học, như một lời mời gọi. Nếu chúng ta ăn năn sám hối là chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Có nhiều người nói đến sám hối, nói đến việc giữ đạo, nói đến việc lĩnh nhận các bí tích, nói đến việc đi lễ ngày Chủ nhật, thì thường thường họ lười biếng, không có thực hành đạo. Cho nên họ viện ra lý do Chúa tốt lành lắm, cho nên là tôi không cần gì phải sốt sáng đạo đức cả, dù tội lỗi thế nào Chúa cũng tha. Nhưng chúng ta đừng biện minh vào lòng thương xót của Chúa để mà chảnh mảng, để mà khô khan, nguội lạnh, lười biếng, để mà không thực hành giáo huấn của Chúa. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta quá mong manh, chúng ta cần phải sám hối thường xuyên để trở lại con đường ngay nẻo chính, từ bỏ những việc bất chính để tuân theo giáo huấn của tin mừng. Lời mời gọi Chúa Giêsu đã rao giảng khi Người khởi sự công cuộc loan báo tin mừng, như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, đó chính là lời mời gọi hãy sám hối. Sám hối làm cho con người đến gần Thiên Chúa hơn. Sám hối làm cho con người tìm thấy niềm vui và hạnh phúc nội tâm. Sám hối làm cho con người sống mối tương quan tốt lành đối với anh chị em mình. Sám hối làm cho chúng ta thêm công phúc trước mặt Chúa. Bởi lẽ mỗi khi sám hối, chúng ta nhìn nhận ra sự yếu đuối của người, của mình, đồng thời chúng ta tín thác nơi lòng nhân từ của Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Ma-cô kể lại việc Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Các ông là những người dân trài, đang vá lưới,
nghe lời Chúa gọi, các ông đã sẵn sàng bỏ chài, bỏ lưới, bỏ gia đình, bỏ cơ nghiệp để mà đi theo Đức Giêsu. Từ đó chúng ta cũng có thể tìm thấy một định nghĩa của sám hối. Sám hối là chấp nhận đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ của Người. Bởi lẽ một khi sám hối thì chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ tối tăm. Một khi sám hối thì chúng ta sang một ngã rẽ mới. Ngã rẽ này chính là ngã rẽ để làm môn đệ Đức Giêsu. Vì thế nếu các môn đệ ngày xưa đã nhanh chóng sẵn sàng và bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu, ngày hôm nay một khi chúng ta sám hối, chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ tối tăm để chúng ta đón nhận giáo hối huấn huấn của tin mừng, chúng ta giống như những người môn đệ đầu tiên khi lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi, các ông đã sẵn sàng lên đường đi theo Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, hết thảy chúng ta đều là môn đệ của Đức Giêsu. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đều là môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta mang danh Kitô hữu và chúng ta đạt tới cái lý tưởng của người Kitô hữu là sự thánh thiện và nên giống như Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là Thiên Chúa quyền năng. Chính vì thế, sám hối là từ bỏ tội lỗi, sám hối là sẵn sàng lên đường để theo Đức Giêsu làm môn đệ Người. Chúng ta cũng biết tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng mỗi năm là tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất của những người tin vào Chúa Giêsu. Ca đoàn đã hát bài thánh ca nhập lễ mà chúng ta vừa nghe. Đó là một lời cầu nguyện xin cho các tín hữu trở nên hiệp nhất với nhau, nên một với nhau. Đây không chỉ là lời cầu nguyện của giáo hội, đây là lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu trong đêm tiệc ly. Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha và Con chúng ta là một. Do biến cố lịch sử như chúng ta biết, đã có những người cùng tin vào Chúa Giêsu mà chia ra thành những giáo phái khác nhau. Một cách cụ thể, chúng ta thấy những người tin vào Kitô giáo gồm có những người Công giáo là chúng ta, những người Tin lành, những người chính thống và những người Tin lành nhưng lại mang một sắc thái khác, đó là bên Anh giáo. Tất cả đều tin vào Chúa Giêsu nhưng không hiệp nhất với nhau, không có cùng một lễ nghi, cũng không có cùng một lề luật, đồng thời và không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Vì thế, tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng hàng năm, Giáo hội Công giáo mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất của những người tin vào Chúa Giêsu. Có thể đối với chúng ta, đó là một điều gì còn quá xa vời. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuy vậy, chúng ta có thể cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất. Và mỗi người chúng ta có thể làm điều gì đó để xây dựng tình hiệp nhất giữa những người Công giáo. Đây cũng là điều cần thiết. Bởi lẽ chúng ta cùng tin vào Chúa, tuyên xưng đức tin vào lòng nhân lành của Chúa, nhưng mà giữa chúng ta chưa không phải lúc nào cũng dễ dàng có tình hiệp nhất liên đới với nhau trong mức độ gia đình, mức độ giáo xứ, trong mức độ một hội đoàn đạo đức. Những chia rẽ, những bất đồng làm cản trở cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội và làm biến dạng giáo hội của Chúa Giêsu là giáo hội duy nhất thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sám hối, giúp cho chúng ta nhận ra những sai lầm, những khuyết điểm của mình để canh tân hòa giải, trở nên thánh thiện. Một khi sám hối, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta tìm thấy bình an và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Amen.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những thông điệp quan trọng mà lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay đó là hãy nhận ra những điều tốt lành nơi những gì mà chúng ta thấy bình dị, đơn sơ và có khi tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhận ra những điều tốt lành qua những điều bình thường ấy. Bởi vì chúng ta nhiều khi quan sát theo kiểu con người và cái nhìn của chúng ta thường bị hướng lái theo thành kiến mặc cảm. Hai bài đọc lời Chúa, một bài Cựu Ước Trích Sách Các Vua và một bài Phúc Âm Thánh Marco đều nói đến hai người đàn bà quá. Trong xã hội Do Thái, người đàn bà quá rất là thiệt thòi, bị coi thường, thậm chí bị khinh bỉ. Họ không được tham dự các buổi cầu nguyện chung, không được có mặt ở hội đường, không còn được hiện diện trong các buổi hội họp, và họ dường như những người bị trục giữ. Chúa Giêsu đã uốn nắn lại quan niệm nơi các kinh sư và những người biệt phái để người khẳng định rằng những người đàn bà quá này, họ thiệt thòi, đau khổ, bất hạnh, nhưng họ mang một trái tim nhân hậu. Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta rằng không chỉ quan sát bên ngoài hay là chỉ quan sát theo những gì mà chúng ta nhìn thấy, nhưng cần phải thận trọng hơn, có cái nhìn bác ái. Hai người đàn bà quá, một bà đã giúp đỡ ngôn sứ Elia, một bà bỏ đồng tiền vào đền thờ Jerusalem. Cả hai người đàn bà ấy xuất thân từ một khung cảnh xã hội mang nhiều thiệt thòi, thành kiến và đau khổ, nhưng là những người rộng rãi để giúp đỡ ngôn sứ Elia, là người rộng rãi để giúp đỡ đền thờ. Mặc dù bà chỉ bỏ đồng tiền nhỏ, nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định bà đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi thân. Khi đọc các bài đọc lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi lại muốn ngỏ lời với cộng đoàn tiếp những gì mà tôi chia sẻ tuần trước, để cho chúng ta cũng nhìn nhận ra Thiên Chúa bằng một cái nhìn khác, không phải chỉ là cái nhìn thế gian, và nhất là không phải một quan niệm hời hợt về Thượng Đế. Lần trước tôi nói với quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không phải là một khái niệm, không phải là một lý thuyết, mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đối diện với một đấng hiện hữu, một đấng mà khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta thưa lạy Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Khi chúng ta thưa lạy Chúa thì Chúa đối với chúng ta đang hiện diện trước mặt chúng ta là như thế nào? Mỗi người cần phải đặt vấn đề, phải đặt câu hỏi này, để rồi đức tin của chúng ta nó chắc chắn hơn, nó cụ thể hơn, và đức tin của chúng ta nó vững vàng hơn. Tin vào Chúa không phải tin vào một lý thuyết, không phải là một sự kiện. Tin vào Chúa không phải là một đức tin mơ hồ. Khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta thưa lạy Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy phải đặt vấn đề là Chúa mà chúng ta đang nói là ai? Đức Giáo Hoàng Benedicto đã khẳng định rằng Thiên Chúa là một đấng, một ai đó đang hiện diện giữa chúng ta. Vì thế mà đức tin đích thực là gì? Là sự gặp gỡ với đấng ấy. Mỗi người chúng ta hãy thử xét mình xem, mình có gặp gỡ được đấng ấy không? Mình có gặp gỡ được đấng ấy khi mình đến nhà thờ không? Mình có gặp gỡ đấng ấy khi mình tuyên xưng đức tin vào Chúa trong Kinh Tin Kính không? Mình có gặp đỡ được đấng ấy khi mà mình nhận mình là người công giáo, là người có đạo? Mình có gặp gỡ được Thiên Chúa khi mà mình gặp những thất bại, những khó khăn và đau khổ không? Nếu mà chúng ta không xác định gặp gỡ được Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chúng ta vẫn là mờ nhạt. Vì thế cho nên ngày hôm nay có nhiều người trong cái xã hội mà trăm hoa đua nở, có nhiều người vừa tin vào Chúa nhưng mà lại vừa đi xem bói, xem tử vi và thực hành nhiều cái điều mê tín khác, bởi vì họ nghĩ Chúa cũng giống như một ý niệm, Chúa cũng giống như một bất kỳ một thần linh nào đó, và Chúa cũng giống như là chỉ là một triết thuyết mà người tín hữu không gặp gỡ được họ. Chính vì không gặp gỡ Chúa cho nên có nhiều người đi lễ cũng không tha thiết gì cả, đi một cách miễn cưỡng thôi. Họ đi tham dự thánh lễ giống như người đi dự đám cưới vậy.
Mà dự đám cưới thì trước khi cô dâu chú rể đến, trước khi cô dâu chú rể xuất hiện, hoặc là trước khi người ta khai tiệc thì đương nhiên ngồi là nói chuyện tán hưu tán vượn, nói hết mọi chuyện đông tây kim cổ, nói chuyện mình xong ra chuyện người. Vì thế mà những người đi lễ cũng không cảm thấy tha thiết gì cả, vì không gặp gỡ được Chúa, cho nên họ đến nhà thờ là họ nói chuyện. Bởi vì kinh đọc không đào tạo cho họ một cái tâm tình cầu nguyện, và sự hiện diện của Chúa không rõ nét trong cuộc đời, trong cái cuộc đối thoại mà họ có khi họ đến nhà thờ. Chúng ta đừng quên rằng đến nhà thờ để chúng ta đối thoại với Chúa, đến nhà thờ để chúng ta gặp gỡ Chúa. Hôm nay tôi muốn thưa thêm một điều nữa để nói về vấn đề anh chị em, những người xung quanh, những người thân cận. Bao nhiêu bài giảng chúng ta đi lễ thường xuyên thì hay thường thấy kết thúc bằng điều là: vì thế cho nên anh chị em thân mến, chúng ta là những người công giáo, chúng ta phải nghe lời Chúa, chúng ta phải thực hành bác ái yêu thương. Những lời cầu nguyện giáo dân mà Thánh lễ Chúa nhật nào chúng ta cũng đọc, cũng thế, xin cho cộng đoàn chúng ta thực hành bác ái yêu thương. Ai chúng ta cũng thuộc lòng điều ấy, chẳng khó khăn gì. Tôi đi chủ sự các thánh lễ khánh thành nhà thờ, các dịp kỷ niệm lễ nọ lễ kia, bao giờ những ông chùm bây giờ họ cũng có những bài phát biểu nghe hay lắm, nghe trôi chảy lắm, mà toàn những điều mà cũng dạy bảo sự khôn ngoan lắm. Nhưng mà nhiều khi mình có cảm tưởng như đó là những bài học thuộc lòng. Vì thế mà đối với chúng ta, khi chúng ta nói đến bác ái, khi chúng ta nói đến yêu thương, khi chúng ta nói đến những người xung quanh, những người thân cận, thì trong tâm trí của mỗi người chúng ta nó phải cụ thể hơn là mình nói nhiều thế mình làm được cái gì không. Mình nói đến bác ái, đến những người bất hạnh, hay hôm nay nói đến người bà quá, người đàn bà quá, chúng ta nói đến người rất bất hạnh, chúng ta nói đến người nghèo khổ, chúng ta nói đến người xa cơ lỡ vận, chúng ta đọc thuộc lòng rất là nhiều câu trong lời nguyện, trong những bài phát biểu rất là văn chương, rất là trôi chảy, mà chúng ta thử xem có làm gì để thực hiện những điều ấy không. Đấy cũng là một vấn đề cần phải đặt ra, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà có một triết gia kia đã nói rằng, chúng ta nói đến nhiều người thân cận, nhưng mà tôi rất sợ những người nói đến người thân cận trong ý tưởng thôi. Nhưng mà những người thân cận cụ thể là ông A, bà B, ông X, bà Y, là người đang ngồi trước nhà tôi, đang ngồi trên ghế, đang chờ trước cửa, là người đang đau khổ, là người đang nằm trong bệnh viện, là người đang có đứa con gặp tai nạn, là người đang vừa bị bác sĩ cho biết mắc bệnh ung thư. Đó là những con người cụ thể sống trong một gia đình, chứ không phải là những người ở trong ý niệm. Bởi vì khi chúng ta nói đến bác ái, nói đến người thân cận, nói đến người nghèo khổ, chỉ dừng lại trong ý niệm thôi thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Bởi vì những gì chúng ta nghe thấy cũng chỉ dừng lại trong ý niệm, trong lý thuyết. Trong Phúc Âm có một câu chuyện dụ ngôn rất nổi tiếng nói về lòng nhân hậu, ai chúng ta cũng biết, đó là người Samaria tốt lành. Một người bị cướp đánh để nửa sống nửa chết bên vệ đường. Chợt có một tư tế đi qua, mà tư tế tức là giống như chúng tôi trong đạo cựu ước ấy, tức giống như linh mục vậy. Tư tế đi qua tảng là không nhìn thấy, hoặc có nhìn thấy nhưng mà vẫn đi qua như thường. Một lúc sau có một người trợ tế đi qua, trợ tế chúng ta nói tương đương giống như thầy phó tế bây giờ, cũng lại đi qua. Rồi một lúc sau có một người Samari là người lương dân, là không phải người Do Thái, người ta đã đỡ người bệnh lên chăm sóc và đưa người ấy vào quán trọ. Vì thế câu chuyện này làm cho chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì cái người mà bỏ vất vả người bị thương ấy là tư tế, là trợ tế, là những người được học hành uyên bác, là những người đủ mọi lý thuyết, là những người mà hiểu biết rất là nhiều, nhưng mà lại dửng dưng với người bị nạn. Bởi vì đối với hai người đó, khái niệm về người thân cận, khái niệm về người nghèo, khái niệm về người bị nạn, khái niệm về người bất hạnh chỉ có ở trong lý thuyết thôi, mà không có thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà chúng ta là người công giáo, luôn luôn chúng ta nhắc lại là đức bác ái là cốt lõi của đạo chúng ta. Đức bác ái là giới răn quan trọng nhất Chúa Giêsu đã dạy, bởi vì Chúa nói trong bữa tiệc ly rằng: Thầy truyền cho anh em một giới răn mới, đây là giới răn của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có trách nhiệm đối với anh chị em mình. Chúng ta sống trong một xã hội mà có một thời gian quá nghèo khổ, và có một thời gian người ta tuyên truyền lệch lạc về vấn đề bác ái. Vì thế cho nên con người chúng ta sống trong xã hội này có nguy cơ bị khép kín, bị ích kỷ, bị đóng khung trong chính cá nhân của mình. Vì thế mà người ta ngại chia sẻ, người ta ít nói đến chia sẻ, người ta ít nói đến bác ái, họa chăng có nói thì cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi.
Vì thế tôi quay trở lại với lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn cảm thông, bác ái đối với những người xung quanh. Đôi khi đó là những người già cả, bình dị, có thể mang vẻ bề ngoài xù xì, thô nhám, bất hạnh, và nhiều khi chúng ta không có thiện cảm. Nhưng hãy nhận ra những điều tốt đẹp nơi cuộc sống của chúng ta. Trước hết là nhận ra Thiên Chúa Đấng đang hiện diện, nhận ra những điều tốt đẹp. Có thể điều ấy được làm qua người này người khác mà mình không ưa, nhưng những gì tốt luôn luôn vẫn là những gì tốt và xuất phát bởi Thiên Chúa mà ra. Khi chúng ta có cái nhìn như thế, chúng ta sẽ khám phá ra những điều tốt mà Chúa là Thiên Chúa gieo mầm nơi những con người đang sống xung quanh chúng ta, để sống cùng nhau góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhân ái. Amen.